Cả các bạn, hiện tại là 15:03 ngày 30 tháng 12 thứ 6. Mà tôi đang có mặt ở sân Thảo Cà Phê. Đối diện là dòng sông Mây, gọi tắt là dòng sông Mây 1 của Tà Xùa. Khu vực bên kia là đỉnh Nu Chế. Đỉnh Nu Chế. Khu vực đây là Mỏng Cái Heo. À quên, xin lỗi, sống Cùng Long. Đây là Tà Suối Mê Dinh. Đây là đỉnh Thiên Đường. Chào Anatoly. Đếm ngược thì cỡ khoảng 60 tiếng nữa thì mây sẽ tan. Tà Suối ngay lúc này rất là đẹp. Hiện tượng mây đông đặc. Nếu mà ở Sapa có băng tuyết thì ở đây có mây đóng băng. Khả năng chúng ta sẽ trượt được băng trên mây. Nếu bạn nào biết thì biết trượt băng trên mây thì xin mời lên Tà Xùa. Rất đẹp nhá. Đây, khu vực sống Khủng Long đây. Bây giờ sống khủng long không còn nhìn thấy gì rồi bởi vì mây nuốt chửng rồi. Xin mời các bạn. Còn đây là một số bạn nam thanh nữ tú đã lên nghỉ Tết rất là sớm. Và hiển nhiên nhân phẩm họ mặc định là rất là tốt. Họ đã săn được mây. Họ đã có những bức ảnh đẹp.